首先呢，我们来看一下今天我们学第二课。我们那的冬天跟北京一样冷。nghĩa là gì đây? Mùa đông ở chỗ chúng tôi thì lạnh như ở Bắc Kinh đúng không? Thì các bạn thấy là hôm nay mình học sẽ học về câu so sánh gì đây? So sánh bằng bằng. Đúng không? Hôm trước mình so sánh hơn đúng không? So sánh nhất học rồi nhá, cái từ trễ. Hôm nay mình sẽ học so sánh bằng, sẽ dùng từ ý yang về cấu trúc là cân chấm 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 ý yang dùng để so sánh bằng. Cái trước tuần trước tiên thì mình sẽ học trước cái phần từ mới nhá. Chúng mình xem xuyên sinh từ. Họ khán giả. Ok, cô sẽ mời một bạn đọc cái phần từ mới nhá. Các bạn phải chuẩn bị trước từ mới nha. Họ ta một bạn đọc nào. Ai sẽ lái nó? À, Mấy Trinh bạn. Mấy Trinh lái túi cho Trinh Thiên được khởi về. Các bạn có thể tắt mic đi và nhẩm đọc theo bạn ấy nhé. Trong khi đọc thì các bạn nhìn luôn nghĩa của nó bên này ha. Họ Mấy Trinh thì y. Cửa cha y yang shi cha yu chi chiếu chung tiên yên yên yên. Yeah, đây là chân nào. Xa thiên, siêu thiên, trừ. Đây là sửa má, đây là sửa má. Siêu. 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 Đây là siêu thiên. Siêu thiên. Lỏng. Cua phong. Phong. Không phải cua. 不是锅，锅啦乌哦，乌啊啦的，刮，刮风，刮风，好不好？刮风，对。下雪，雪。等一下，这是什么？下雪。雨，给那啦雨，懂吗？下下雪，下雪。下雪，下雪。嗯，雪呀，拿来乌啊一层嘛。好，继续。这什么同学？下雨。对。不但而且。好。得。这呢？分。对，分。好，等一下。下面呢？十六。没进呢？十六。听十六。新听写，周末继续例行，继续出去，出去，出去，出去，对，例行产生例什么东西？例什么？历史，对，史呀，历史。历史画的杨秋启示老什么启示一能收在他老屋呢在那里指启示对老改革开放一些第四声英文一切一调来一切好，这呢是什么？梅青。开放。嗯，对了，开放。这题梅青呢，có vấn đề về cái từ y đúng không？ Cái từ y này thì đằng sau những cái gì thì mình đọc là ư ở các bạn còn nhớ không? Z T Z H. Ừ, Z C S. Z H Z H Z H Z H đúng không? Sau những cái này thì mình sẽ đọc là ư nhá, các bạn không đọc là y ha. Họ tiếp theo một bạn đọc lại nhá, các bạn khác có thể tắt mic và đọc theo ha. À, Phú Xuyên chị, này bao một túi xem. Đi. Quốc gia, 一样,
sướng cha yang 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 sướng cha yeah chi chia chun 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 thiên à chun thiên chun thiên chun thiên chun thiên thiên chun thiên chun thiên Xia thiên, chiêu thiên, chiêu rưa, thiên, rưa, lẫn, qua phân, đây, phân, đây, họ, đợi một chút, họ, tiếp tục, xia, gì, xia, 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 đây, xia, yu, họ. 不但而假得分分分分 không có g ha phân đúng rồi phân thôi chỉ đọc phân là có g nữa đấy yeah. Đây là thinh xẻ châu mua châu mua châu chơi châu mua Tu duy li shu dang sheng hua se hua se yan jiu yan jiu zhi shi lao gai ge kai feng 开放，你记住一个字，那个a，đúng không？ Mình đọc âm thì nó sẽ thành chữ e rồi ha. Là khai phong. Tiếp theo là chữ c này cũng cần luyện lại này. C là sơ, hoa sơ. Chị đang đọc nó giống chữ s. Hoa sơ. Hoa sơ. Với cả những từ mà có kết thúc là n ấy. Thì chị đang có vấn đề là NG đúng không? Thì chú ý cái phần này cần phải sửa lại nữa nhá. Và hình như các bạn miền Nam là hay bị lỗi này. N hay thêm G vào á. Ok. Thế thì hôm nay bài từ khóa của mình, bài từ mới của mình là có bao nhiêu từ? Yǒu jǐ ge, yǒu duō shǎo sheng cí? Er shí qì. Đây, yǒu er shí qì ge sheng cí, shì ma? Gang cái wǒ men yǐ jīng dǔ. Nhưng mà các bạn đọc thì các bạn có nhìn qua nghĩa nó luôn không? Các bạn khác luyện đọc thì khi mà đọc các bạn nhìn qua nghĩa của nó luôn nhá. À, nào, chúng ta một cái một cái lại xem hôm nay của sinh từ. À, đầu tiên xem một cái. Đầu sinh từ. À, chờ đợi. 第一我们怎么读呢？国家，哎，国家，国家，你们知道世界上有多少国家吗？我忘了，我不知道啊。不知道。现在这个nước，我不知道。啊，对。现在这个nước，你呢？啊，200个国家多。 200多个国家，好不好？世界上有200多个国家。 论点呢？哎，好，那你们知道越南北方是哪个国家吗？不知道。越南北方是哪个国家？知道吗？对啦，越南北方是中国啊。现在我们学是哪个国家的语言？现在我们学习是哪个国家的语言呢？东南亚。是中国的语言是吗？是中文，是汉语呀。好，那你们知道越南西边是
越南西边是哪个国家吗？Campuchia，对，Lào，对，Campuchia 和 Lào 啊，还有呢？那哪里？你们高中的时候地理学的怎么样？好，个八点零没了，我个八。Ừ, nhớ地là理，Lào, Campuchia, còn nước nào nữa quên thì như là ra ba nước, còn Myanmar ở phía Bắc rồi. Lào, Campuchia, Mà giáp gần Sawanika, chưa tao mà. thôi. Thái Lan đâu 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 có nó chỉ ở nó cùng phía thôi, cùng Nó phía. cũng là cùng ở phía Tây đúng không? Mình không nói rõ là Đông Bắc, Tây Bắc hay là gì ha. Mình nói chung là phía Tây nhá. Đó. Là Việt Nam, Nam Phương là ở ngơ quốc gia? Không biết rồi. Thế nào không biết. Thì thoa chắc là biết này. Việt Nam, Nam Phương là ở ngơ quốc gia nào? Không biết đâu. Cuối là gì biết. Chị Hoa đã từng Em sinh chả sống ở cần đấy đâu. rồi. Chị Hoa đã từng sinh sống ở đấy rồi. Chị Thoa đã từng làm việc ở Miền đấy. Nam. À, nào ở quốc gia? Từng làm việc. Malaysia đúng không? Malaysia thấy không? Nó cũng nằm Malaysia ở... phía Bắc nhỉ? Malaysia nằm ở phía Này nam của không? Việt Nam đúng Đúng không nhỉ? Em không biết đâu. Tôi Không biết cái gì Đúng rồi, đúng rồi. Việt Nam của mình ở đây nè, thì Malaysia nó ở đoạn này nè. Xong rồi bên dưới nó nữa là Singapore thôi á. Đây Singapore là em nhớ là phía bên 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 đông ở ấy nhỉ? bên cạnh là Singapore. Đông Singapore là ở có bên nhiều này đúng không? biển Ừ, đông là bên này mình có Philippines. đảo chứ. Philippines Philippines đúng em không? vẫn ngay Philippines là chỗ này ha. cái quyển địa Ờ, về lý nhà phải của mở địa lý ra xem nhá. Ok, mình học tiếp nha. Không nói về vấn đề địa lý đấy nhá. Khởi học học tiếng Trung không phải học ngoại ngữ ha. À, không phải học địa lý ha. Học ta. Vậy thì là mình gồm bao nhiêu quốc gia đúng không? Ok, vậy thì mình có thể bổ sung thêm một số từ về các quốc gia ở đây ha. Từng ấy xem. Các bạn không quan tâm đến địa lý đúng không? quang Đấy. Ok, cô cho phân luôn phần khung chat ha. Trung Quốc, thì bạn chưa tao là sư mà. Ừ, Trung Quốc, thì bạn chưa tao là. Đó hầu Việt Nam tờ xì biên. Sẽ có Thái Quốc, sư mà. Thái Quốc. Đấy. Thái Quốc là nào cơ quốc gia? Bạn nghe phiên âm đoán thử nào. Thái Quốc là nước nào? Sẽ nào cơ quốc gia? Lào. Đây. Lào Vua sẽ nào cơ quốc gia? Lào Lào. Vua. Ờ đúng rồi, Lào đúng không? Chém phủ trại nào? Chém phủ trại. Yến Nam à? Ủa, Campuchia à? Campuchia đúng rồi, Campuchia đấy. Đây là đúng họ. Và nước chị Thoa mà đi làm việc ở phía nam của mình ấy là gì? Malaysia. Mà lái phi à? Đây là Malaysia đúng không? Nghe nó giống giống Malaysia. đúng không? Malaysia. Ok. Một số quốc gia các bạn có thể ghi nhớ nhé, nó ở xung quanh Việt Nam mình ha. Ừ. Họ, từ thứ hai là gì đây? Tiếng Malaysia. Ở ý yang. Thì phần này tí nữa trong phần ngữ pháp mình sẽ học nhé. Họ, một bên khan tì sang. Tì sang là sử mà. Đây, sử cha là sự chênh lệch về thời gian đúng không? Ok. Vậy bây giờ ở Việt Nam mình là 9 giờ đi. 9 giờ. 那你们说一下，中国现在是几点？现在中国是10:01多，一个小时。十点是吗？我们中国现是在九是点，那十中点。国是十点。thì cái phần chênh lệch một giờ này này người ta sẽ gọi là时差哈。时差。
Và các bạn xem cái phần cấu trúc cách nói chênh lệch thời gian giữa hai nước nhé. Trong phần bài khóa mình sẽ có. Đấy, đừng nghe xem. Đây, trong phần bài khóa thì người ta có nói một câu như thế này. Ở đây cái phần nào là từ mới thì cô sẽ bôi màu xanh nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy này, của cha mình vừa học đúng không? Ở tiếp theo người ta dùng cái từ xứ cha, đây người ta hỏi là gì? 我们呢跟北京有七个小时的时差呢。 Thì bao nhiêu, nó chênh lệch cả bao nhiêu tiếng đây các bạn? 7 tiếng đúng không? Ok. Vậy thì các bạn thấy là người ta dùng địa điểm thứ nhất. Sau đấy là đến từ cân. Đến địa điểm thứ hai. Sau đấy là dùng cấu trúc này. Yǒu. Chỉ có xiǎo shí, bao nhiêu tiếng? Tợ shí cha. Vậy như lúc nãy mình sẽ nói là sự chênh lệch thời gian của Việt Nam và Trung Quốc là một tiếng thì mình sẽ nói như thế nào? Trung Quốc cân Việt Nam có 1个小时的时差, đúng không? Mình chỉ thay hai cái địa điểm vào đây thôi và cái số giờ vào đây là được nhá. Vậy thì ở chị Thoa trước đây ở Malaysia thì chênh lệch với Việt Nam là bao nhiêu tiếng? 1 tiếng ạ. Ờ, cũng 1 tiếng đúng không? Vậy thì mình sẽ nói như thế nào? Malaysia cân Việt Nam có một tiếng. Đây, rất tốt. Hàn Quốc là gì không? Hàn đúng không? Thanh hai nhá. Hàn Quốc. Vậy thì Hàn Quốc cân Việt Nam có 几个小时的时差, 你们知道吗? 两个小时, đúng không? 对, 很好, 两个小时, đúng không? Vậy thì mình sẽ nói như nào? Hàn Quốc cân Việt Nam có 两个小时的时差. 对, 很好, 韩国跟越南有2个小时的时差, đúng không? Ok, thì đấy là cái cách mình nói về chênh lệch thời gian nhé. 我们继续看. Thứ tư sẽ là đêm đúng không? Ban yê sẽ là ban yê. Nửa đêm. Đây, ban yê là sẽ là nửa đêm đúng không? Các bạn đi làm thì nếu mà có ca đêm và ca ngày á, thì ca đêm thì mình sẽ nói là gì? Quản dê. Ca đêm. Quản dê. Ca đêm là quản dê. Dê ban à? Ừ, đúng rồi, dê ban. Mình có đi làm là gì? Sang ban, đúng không? Đi làm là sang ban. Vậy thì dê ban sẽ là ca đêm. Sang dê ban sẽ là làm ca đêm. Làm ca ngày sẽ là sang rư ban. Sang rư ban. Các bạn thấy là sang rư ban lây hay là sang yê ban lây nè? Sang yê ban lây. Yê ban lây. Yê ban lây. Sang yê ban lây, sư mà? Các bạn không nâng suy chào, sư mà? À, nà, hiện tại các bạn... Đây, đây, sân thị vô hò. Hiện tại nè, 我就是请两位同学来读我们课文。最好你是田芳，然后阿翠你是罗兰。最好你是田芳。田芳， mình đọc cái đoạn ở trên màn hình cô chiếu này này, kan xem nào. Sao mấy cô đâu có thấy màn hình cô không? Không thấy màn hình hả? Không,
Không có, nó chạy đi đâu nhỉ? Để cô chuyển nhá. Thấy chưa? Bây giờ thấy chưa? Chưa. Vẫn chưa? Thấy chưa? Chỉ có phần từ vựng thôi ạ. Phần từ vựng là từ 16 rồi. À thế à? Sao lại thế nhỉ? Để cô lại nhá. Chia sẻ lại nhá. Ok, thấy chưa các bạn? Bây giờ thấy chưa? Bài khóa số 1 này. À, hảo là. Hảo. Na cui hảo ni shi tian fang, ran hou a cui ni shi luo lan. Lúa lán, lý mẩn của cha tỏ sứ thiện cân bảy trình, bù ý dạng ba. Lúa lán nữa. Bù ý dạng, tăng lán bù ý dạng, của mân lạ, cân bảy trình yếu, chi cơ xào sứ tỏ sứ cha đợi. Chi cơ xào sứ tỏ sứ cha đợi.你们那早时早七个小时在北京是上午八点多我们那才业你一点多 Đây là họ ở trong bài khóa này thì bạn Thảo à, bạn Hảo chú ý một số từ là từ dạo để xem lại cách phát âm của từ z này với cả là một số từ mang thanh một thì đừng đọc cao quá nhá, như là thời gian. Ok, thì đấy là phần lưu ý phát âm. Ở đây các bạn thấy là người ta dùng cái cấu trúc là gì, bù ý yàng này đúng không? Ở đây là dùng cái cách so sánh bằng đúng không? Thì mình sẽ học luôn cái phần ngữ pháp này ở bên dưới nhé. Các bạn sẽ nhớ cái cấu trúc là A cân B yàng. A cân B yàng thì nó sẽ biểu thị cái sự so sánh là giống nhau, ngang bằng. Còn nếu mà không giống nhau thì mình sẽ là A cân B bù yàng. Thêm từ bù vào đây nhé. Nó sẽ không rắc rối như là cái phần pỉ đâu, nó sẽ đơn giản hơn. A cân B ý yàng thì sẽ là giống nhau, A cân B bù ý yàng thì sẽ biểu thị so sánh khác nhau. Ở đây các bạn so xem cái phần này ví dụ này nhá. A và cột B. Ở đây người ta nói là gì? Zhe jian hong mao yi 500 yuan. Tiếp theo, na jian lan mao yi ye shi 500 yuan. Thì các bạn thấy là cái gì của nó giống nhau? Giá tiền đúng không? 500 yuan, cái này cũng 500 yuan. Vậy thì giá tiền của nó sẽ là như nhau. Vậy thì mình sẽ so sánh cái phần giá tiền. Mình sẽ nói là gì? Zhe jian mao yi gen na jian jia qian yi yang. Giá tiền như nhau. Jia qian yi yang. Tiếp theo ở câu số B thì bạn này nói là gì? Xiao wang 20岁 Xiao Zhang ye 20岁. Vậy các bạn thấy là cái phần nào người ta giống nhau? Tuổi đúng không? Tuổi là giống nhau đúng không? Vậy thì mình sẽ so sánh cái phần tuổi. Mình sẽ nói là Xiao Wang gen Xiao Zhang yiyang da. Yiyang da. Câu số 3. Các bạn thấy người ta nói gì? Wo xi huan ting yin yue. Ta ye xi huan ting yin yue. Vậy là hai người đều thích nghe âm nhạc thì mình sẽ so sánh phần gì? Ha cân của thích nghe như của ý yang xì hoa thích xì hoa thích nghe đấy ta cân của ý yang của chỉ khoan thích nghe anh ấy và tôi giống nhau đúng không, thích nghe âm nhạc. Vậy các bạn thấy là ở đây mình thấy A này, A đúng không, cân này, B này, ý yang. Tiếp theo đây là ý yang, mình để cuối câu nhá. Câu thứ hai thì mình thấy là gì? A này, cân này, B này, ý yang ở đây. Và đằng sau nó có từ ta. Ta là gì? Từ loại là từ gì? Tính từ. Đúng không? Vậy đằng sau nó có thể là tính từ nhá, sau ý yang. Tiếp theo A, cân, B, ý yang. Và đằng sau ý yang, xỉ khoan là gì? Động từ. Xỉ khoan là động từ đúng không? Vậy thì đằng sau ý là mình còn có thể thêm động từ. Ok, vậy thì
Còn nếu mà so sánh khác nhau thì các bạn chỉ cần thêm phủ định u và đằng trước cái ý rằng là xong nhá, thì câu đấy sẽ thành câu phủ định. Đây. A cần B phủ ý à. Thì sẽ là so sánh khác nhau. Ở đây các bạn còn có thể nói là phủ cân ý à. Tức là mình đẩy cái gì? Đẩy cái từ phủ này lên đằng trước chỗ này. Mình vai mà. Mình còn có thể nói như vậy nhá. Vậy thì hai cách nói đều đúng. Nhưng mà cái cách nói nào thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ phổ biến hơn, được dùng nhiều hơn. Bù ý nhằng. Bù ý nhằng đúng không? Cái phần trên này sẽ được sử dụng nhiều hơn. Còn bên dưới này thì thường sẽ sử dụng ít hơn ha. Ok. Vậy thì ở đây người ta có cái ví dụ là gì? Chờ chèn y phủ 400 yuan. Nà chèn y phủ 600 yuan. Thì các bạn thấy là phần nó khác nhau ở cái gì đây? Một cái là 400, một cái là 600. Giá tiền đúng không? Giá tiền bù ý à. Vậy thì mình sẽ chỉ cần là chờ chèn y phủ. Chờ chèn y phủ. Đây đúng không? Sau đấy là cân. Nà chèn y phủ. Giá tiền. Giá tiền. Bù ý à. Hả? Ví dụ thứ hai này, người ta nói là gì? Chờ xoang phí xế 25 hào. Nà xoang phí xế 26 hào. Phí xế 是什么? Phí xế 是什么, 知道吗? Có phải là cái giày? Từ da, từ đầu tiên là từ da. Từ sau không biết. Từ sau là giày. Giày da, đúng không? Ý là da, xía là giày, phí xía là giày da. Đôi giày này là gì? Số 25 đúng không? Còn đôi giày này là số 26. Vậy thì nó kích cỡ nó khác nhau đúng không? Thì nó sẽ không to như nhau. Mình nói là chờ xoang phí xía cân nà xoang phí xía bù ý yàng ta. Và tiếp theo người ta lại nói về phần là gì? Chia chia sĩ khoan sở mà? Yếu dụng à? Đúng nhỉ? Theo ủ. Đấy, chia chia sĩ khoan theo ủ. Đi đi sĩ khoan sở mà? Trang cơ. Đúng không? Trang cơ. Đây là người ta nói về phần sở thích. Đúng không? Vậy thì mình có thể nói là chia chia cân đi đi tờ ai hào. Ai hào. Hoặc là chia chia cân chia chia tờ ai họ cân chị tỷ tỷ phụ ý thì đều được nhá. Thì đấy là cái cách mình dùng phụ ý dùng để so sánh khác nhau và ý dùng để so sánh sự giống nhau. Ok, phần này dễ hiểu đúng không? Cái phần ý này nó không phức tạp như cái từ tỷ. Nhìn bạn tông mình vài mà. Mình vài rồi. Ok, thì ở đây có một phần lưu ý nữa. Nó chính là cái phần mà cân gì đấy yang hoặc là pu yang ấy. Nó có thể làm định ngữ. Dấu hiệu để nhận biết định ngữ là gì các bạn nhớ không? Định ngữ, các bạn thấy là có từ gì? Tơ đúng không? Trước tơ là gì? Cũng thú vị là quên rồi. Sau tơ là gì? Trung tâm ngữ hành từ. Sau tơ thì nó là thành phần là trung tâm ngữ đúng không? Trước tơ thì là định ngữ đúng không? Định ngữ. Vậy thì các bạn nhớ cái cấu trúc là định ngữ rồi đến tơ, rồi đến trung tâm ngữ. Thì cái phần cân gì đấy ý à, hoặc là phụ ý à, nó có thể làm định ngữ. Vậy là tức là nó sẽ đứng trước cái gì đây? Trước tơ. Đúng rồi, nó sẽ đứng trước tơ nhá. Để nói rõ nghĩa hơn là, ví dụ ở đây nhá. Ha yǒu yǐ liàng gēn nǐ zhè liàng yán sè yǐ yàng de chè. Thì câu này có nghĩa là gì? Anh ấy có hai cái xe. Có một chiếc xe. Một chiếc xe. Giống như là
Hai chiếc xe màu xanh. Hai chiếc xe màu xanh này. Giống chiếc màu xanh của anh ấy. Ô, của bạn. Anh ấy có một chiếc xe, cái màu sắc của nó thì giống như cái xe này của bạn, đúng không? Thì ở đây cái phần đằng trước nó là định ngữ, nó làm rõ nghĩa hơn cho việc cái trưa này là cái trưa nào. Và là như câu số 2 là gì? 我买了一本跟你那本一样的词典. Tôi mua một quyển sách từ điển giống của bạn. Ừ, đúng rồi. Tôi đã mua một quyển sách giống như là cái quyển sách kia của bạn và quyển từ điển kia của bạn, đúng không? Vậy thì cái phần đằng trước này nó làm định ngữ, nó làm rõ nghĩa hơn cho cái việc là sứ điển. Sứ điển đấy là quyển nào? Giống như là quyển của bạn, đúng không? Đó. Vậy thì các bạn thử lấy một ví dụ với phần này nhé. I'll say. Nhái xuống đi chứ. Các bạn suy nghĩ là cái gì? Chín chân của chi công nhân quán cân nghỉ trông nghỉ trông mua chi công nhân đúng không? À, ý đang tạo công nhân. 是不是有点问题了，是吗？ Có một chút vấn đề rồi đúng không? Ở đây các bạn đang muốn nhấn mạnh là cùng một cái công viên đấy đúng không? Vậy thì công viên mình phải để ở cuối, sư ma. Đây đúng rồi, mình sẽ phải sửa lại nhá. Tức là cái phần mình muốn nhấn mạnh cùng giống ạ, đủ danh từ ạ, mình để ở đằng sau. Ví dụ là 我有一个跟你一样的 男朋友一样好的男朋友 Tôi có một người bạn trai tốt như là người bạn trai của bạn, đúng không? Thảo, một bạn khác lấy ví dụ xem nào. Phú Xuyên chị ạ. Tôi biết. Chị Thoa nào? Tôi mua một chiếc y phục, 我买了一件衣服跟你不一样。 Ở đây chị ăn nói về cái tỷ thú đúng không? Tỷ thú, vậy thì tỷ thú mình sẽ phải để đằng sau tơ, sư mà. Tôi买了一张tỷ thú跟你买 跟你买的，你买的一样的，一样的地图，地图，懂吗？OK， thì các bạn thấy là các bạn nhấn mạnh cái gì đấy nó giống nhau ấy, cái phần mà mình muốn nhấn mạnh ấy, mình sẽ phải để đằng sau tơ đúng không? Tại vì nó sẽ là trung tâm ngữ mà, minh bạch không? OK, trước khi như vậy thì mình làm một phần bài tập nho nhỏ về cái phần này nhá, để cho với phần ý hàng hoặc là bù ý hàng. Các bạn mở sách ra nó sẽ có. Các bạn mở sách ra nhé. Trang bao nhiêu thì sẽ có phần bài tập về ý hàng. Các bạn có thể thực hành luôn. Trang 32. Trang 31, 32. Bài số 4. Đã khai số. Mình làm xôn cái phần ý hàng này nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có phần câu A và phần câu B đúng không? Phần câu A thì sẽ là cân gì đấy ý yang, so sánh giống nhau đúng không? Bên dưới sẽ là cân gì đấy bù ý yang, so sánh khác nhau. Vậy bây giờ các bạn sẽ làm luôn cái phần bài tập A này, 4A này. Sẽ có 8 câu nhé. Các bạn dành 5 phút để làm, xong mình sẽ chữa luôn nhé. 9 giờ 28.
đến 9:34 ha. Bạn ngồi viết luôn. Cô cho em hỏi cái từ chuyên về có phải là đặc chủng không? Chuyên về này là chuyên ngành. Chuyên ngành. Chuyên ngành. Chuyên ngành. Chuyên ngành. Chuyên ngành học ấy. Các bạn đi học sẽ có chuyên học chuyên ngành đúng không? Không biết đúng rồi em làm sao. Cô đọc câu 4 thì cô dịch cho em. Câu số 4 đúng không? Của Yu Phả.
khảo sư khảo sư tư chấm chấm chỉ đúng không chấm chỉ sư đúng không chấm chỉ chấm đấy chấm chỉ cô không biết cái từ đấy chấm chỉ là thành tích thành tích thành tích à? Đây nhanh thế Okay. Các bạn làm đến câu mấy rồi? Ừ. Xong rồi không? Rồi ta... Các bạn làm đến câu mấy rồi? Thế làm xong rồi. Làm xong rồi đúng không? Ok. Các bạn khác thì sao? Mình sẽ chữa từng câu một nhé. Câu số 1, Hồ Nghiên, để lại chú ý chắc. Hồ Nghiên. Ông Anh về đến đúng không? Ừ. Ừ. Ý chắc. Các bạn sẽ đọc trước phần này nhá. Các bạn đọc xong rồi thì các bạn sẽ làm cái phần bên dưới ha. Các bạn đọc cái câu ở phía trên trước đúng không ạ? Đây. Của tợ Chuan Yue Sư Han Yu. Tha Yue Chuan Yue Sư Han Yu. Của tợ Chuan Yue Gần là tha tờ ý chàng ý chàng của tờ chuyên nghiệp cân tha tờ cân tha tờ ý chàng tha tờ ý chàng bạn ấy không vâng của tờ chuyên nghiệp cân tha tờ ý chàng đây là đúng không hứng hậu rất tốt câu số 2 Lý Yuan Lý Yuan chú ý xem đi ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 这样颜色一样 cái câu này nó sẽ giống như cái câu 价钱 ví dụ mình lấy 我的羽绒服跟它的颜色一样 OK, các bạn khác thì sao? Có lần giống bạn ấy không? Của tôi vì giống phú cân tha yên. Ờ, của tôi vì giống phú cân tha yên. Thì ở đây người ta không nói để là gì, chỉ nói là của tôi và của cô ấy giống nhau thôi, chứ không nói là gì về màu sắc đúng không? Ở đây người ta nói về màu sắc, yến sở thì mình phải có màu sắc nữa. Của tôi vì giống phú cân tha yến sợi yang. Của tôi vì giống phú cân tha. Của tôi vì giống phú sư hóng tờ cân tha yang. Ừ, bố dùng. Mình chỉ cần nói phần màu sắc giống nhau là được. Như bạn ấy làm là ok rồi đó. Của tôi vì giống phú cân tha tờ yến sợi yang. Yến sợi yang. OK, họ đi sang, đi sang. Ba. Ờ, chị Thoa nào? Sư Cha. Của thì cao y mì. Của sân, của sân cao y mì. Sân cao y mì. Ta từ thì cao để sư y mì liêu sư ba. Của thì cao y mì liêu sư ba cân tha yang. Họ nên dạy số ý biên. Của thì cao cân tha yang.
rồi, có bạn phát hiện ra rồi đúng không? Nói về chiều cao thì mình sẽ nói từ gì? Chân. Chân cao. Chân cao. Chân. Ý chung thôi. Hảo hảo. Ý chung và chân cao nhé. Ok. Để câu số 3 mình sẽ là gì? Ngủ. Ngủ chân cao. Chân cao. Cân pa. Pa. Nha tự nhiên. Của sân ca. Ừ, của sân ca. Cân tha phần. Là có thể đầy đủ hơn. Mình có thể thêm từ tợ vào đây nữa đúng không? Của tợ sân ca. Quý là gì? Sân cao là chiều cao nhá, cân nặng là thị trung nhá, thị trung. Cô xem hỏi cô. Có số 3 mình nói là quả cân tha tờ sân cao. Nó có giống như quả tờ sân cao cân tha không? Có khác gì không? Quả cân tha tờ sân cao ý à, sư mà. Ừ, yeah, khởi. Ở đây mình chỉ đang đổi cái phần phần này ra đằng sau thôi, đúng không? Khởi. Của cân tha tợ sân cao ý ạ. Câu số 4. Câu số 4. Chơi họ. Lái dù ý xa. Của ý phả. Khảo sư. Của ý phả. Khảo sư tợ chứng. Chứng chỉ. Sư. Chiều sư. 95 phân. Tha giả sư 95 phân. Câu 4 là Wo可以考 sư tờ chứng chỉ cân tha tờ ý dạng. Wo yu phả đúng không? Wo yu phả khảo. Wo yu phả khảo. Khảo sư tờ chứng chỉ cân tha tờ ý dạng đúng không? Các bạn khác thì sao? Hôm nay chắc không có vấn đề gì rồi đúng không? Đây, không học. Đó là tiểu. Tiểu, sẽ lại chua nè? Mấy chinh rồi mấy chua bà? Mấy chinh. Tiểu. Mấy chinh. Mấy chinh. Mấy chinh nè? Mấy chinh. Không nghe được bạn ấy nói gì. À, A Cui. A Cui, lại chua một chút. Cân tha ý dạng, sử hoan tả. Tả gì đó. Quảng chiếu hả? Quảng chiếu. Đúng rồi. Cái đây là quảng chiếu. Quảng chiếu là gì? Quảng chuyển. Quảng chuyển. Tennis. Có cái vợt ấy. Quảng là cái vợt đúng không? Quảng vợt. Quảng chiếu. Tennis. Quảng vợt hả? Quảng chiếu. Họ tiểu. Họ chỉ hoan tả lãn chiếu. Tha dễ chỉ hoan tả lãn chiếu. Chiếu. Làm sao nào? Quán của cân tha dĩ dàng sử hoan tả là tả quán chiếu. Tả quán chiếu đúng không? Hẳn học. Tả quán chiếu. Của cân tha dĩ dàng. Và cái phần này mình có thể quy về sở thích đúng không? Sở thích thì mình có từ gì? Tờ ai hảo. Tờ ai hảo cân tha ai hảo. Tờ ai hảo. Của tờ ai hảo cân tha tờ ý ạ. Sở thích của tôi và cô ấy giống nhau đúng không? Ok, câu số 6. Tha chu nền. Tha chi nền 19 岁. 19岁. 我也是19岁.
我今年跟他一样帅，一样大，一样帅是不是？刚好xem cái phần ví dụ nói về tuổi thì mình sẽ có từ tính từ ta nhá. Thì mình sẽ nói là gì? Tha, tha什么? Tha cân, tha cân của, tha cân của. Đây, ý yang ta. Nên tính từ đằng sau là được ha. Tha cân của ý yang ta. Đó, câu số 7. Câu số 7 là gì đây? 我去上海旅行，他也去上海旅行。他去上海旅行。我跟他一样去上海旅行。我跟他。他去上海旅行。我跟他什么一样去上海。我跟他一样。去上海旅行。我买的是阿姨，我旅行的地方跟他的一样。我旅行的地方跟他一样。Nơi mà tôi đi du lịch thì giống như là nơi cô ấy đi đúng không? Hát gì hả? Sứ tỉnh. Của lý sinh tại thị phần cân thai tợ yên. Bỏ tợ tợ ý khởi. Tên tợ nó cũng được nhá. Nói rõ hơn đúng không? Của cân thai ý yên mãi tợ sứ tỉnh. Câu cuối cùng nào. 我买的是汉语词典，他买的也是汉语词典。我跟他一样买的词典，汉语词典。什么？再说一遍。我跟他一样买的词典。买。我买，你说呢？我买词典跟他一样。啊，对了，你把它讲清楚。我买的词典跟他买的一样，懂吗？我买的词典跟他买的一样。跟他都买一样。我买的词典跟他买。Dấu này cứ phải để ý xem là cái từ tha đấy là tha nam hay tha nữ. Các bạn ạ. 我买的词典跟他买的一样，đúng không? OK, thế là mình làm xong cái phần bài tập này, 8 câu so sánh giống nhau, đúng không? Với cân gì đấy ý nhau. Ở phần B thì nó sẽ là so sánh cân gì đấy u ý nhau. Nó sẽ so sánh khác nhau nhá. Thế thì các bạn sẽ làm luôn cái phần này. Mình sẽ có nhiều câu đây. Cũng 8 câu. OK, vậy thì mình lại dành thêm 5 phút để các bạn làm cái phần này nhá. Các bạn nghĩ đi xong rồi mình sẽ chữa. 我的这是5 phút đến 9 giờ 9 giờ bao nhiêu? 9 giờ 52, 53 nhé. 我的这跟他不一样。我的这
Ok, mình sẽ chữa luôn nhé. Cô vừa điểm danh luôn rồi. Chắc không có bạn nào bị ao ra đúng không? Câu số 1 nào. Câu số 1, Phú Trang chị ạ. Mình xem lại ba. 我的车是黑的, 他的车是红的. Thì ở đây phần khác nhau của nó sẽ là về phần màu sắc. Nhãn sơ. Nhãn sơ. Sơ tờ. Nào, chúng ta chua. 我的车跟它的颜色不一样。 我今年毕业，弟弟明年毕业。 我昨天的毕业弟弟不一样。我跟他，我跟他，我跟美，弟弟。Yeah.
我时间的毕业跟弟弟不一样。时间的毕业跟弟弟不一样。我时间的毕业跟弟弟不一样。Các bạn có như vậy không? Em bỏ tờ đi. Bỏ tờ đi à? Ở đây các bạn thấy là sứ chen tờ bi ye thì trung tâm ngữ sẽ là cái gì? Trung tâm ngữ là bi ye, đúng không? Nhưng mà cái phần người ta muốn nói đến ở đây là có phải nói về cái vấn đề bi ye không? Nói về cái thời gian khác nhau đúng không? Cái một cái là chi nhén, một cái là miếng nhén. Thế thì các bạn sẽ đổi vị trí đổi vị trí cho định ngữ và trung tâm ngữ nhá. Thì sẽ là gì? Bi ye tờ Shi jian. Shi jian. Đây là Wo bi ye de shi jian. Wo bi ye de shi jian gen di di bu yi yang. Thời gian tốt nghiệp, đúng không? Thời gian tốt nghiệp dịch ngược mà đúng không? Thì sẽ là bi ye shi jian ha. Bi ye de shi jian. Hao. Thứ ba. Wo shui han ci. Wo gen di di bu yi yang xue. Bu yi yang xue shen me? Chuan ye. Các bạn thấy là wo xue yu yan, còn di di là xue yi xue đúng không? Yi xue là gì? Học y. Học y đúng không? Tôi thì học cái gì? Tôi là học ngữ án, còn ti thì là học y đúng không? Vậy thì sẽ thấy là chuyên ngành khác nhau đúng không? Từ chuyên ngành lúc nãy mình có trên rồi, mình có thể để xuống để dùng luôn. Hoặc cần ti thì phụ chỉ rằng chuyên nghiệp. Từ chuyên nghiệp nó là danh từ đúng không? Của tổ chuyên nghiệp cần ti thì. Tỷ tỷ要当大夫 我的工作跟弟弟不一样 Câu đấy thì lại nó không liên quan đến tương lai đúng không? Công việc của tôi và của em trai là khác nhau. Nhưng mà công việc này hai bạn ấy chưa có đi làm đúng không? Nó nói là ỷ hậu mà. Sau này mới là vậy là công việc sau này. Thì mình sẽ đổi lại một chút. Với cả công việc sau này cũng chưa chắc chắn đúng không? Các bạn ấy đang nghĩ là muốn như vậy thôi chứ sau này thì cũng chưa chắc. Các bạn dùng luôn cái câu mà người ta nói này. Người ta nói gì? 我以后要当翻译. Vậy thì Phan Yi với cả Tài Phủ nó là gì? Nó đều là thuộc cái nhóm từ là gì? Nó đều là công việc đúng không? Nó đều là công chỗ đúng không? Nó đều là công chỗ cả. Thì sẽ là gì? 我以后要当的工作 跟弟弟 不一样 đúng không? 我以后要当的工作跟弟弟不一样 hoặc là dùng cái từ zuo cho phổ biến ha. Thank you.
số 5 là gì? Hỏa chơ mấy xảo sứ 200 công lý. Chị chơ mấy xảo sứ 120 công lý. Thế thì cái nào? Xe hỏa thì mỗi 1 giờ thì đi được 200 km. Chị chơ là chỉ 120 thôi đúng không? Thế thì cái nào sẽ nhanh hơn? Hỏa chơ. Hỏa chơ sẽ nhanh hơn đúng không? Thế thì sẽ là bù ý ăn khoai đúng không? Không nhanh như nhau. Thế thì câu này cả câu mình sẽ làm như thế nào? Có gợi ý là mình dùng tính từ khoai đúng không? Vậy thì mình sẽ có phần cuối là được câu là gì? U ý ăn khoai thôi. U ý ăn khoai. Vậy thì phần A và phần B và cân nữa thì mình sẽ dùng A là gì và B là gì? Ủa chưa mấy xảo sứ. Ủa chưa mấy xảo sứ. Tao không nghĩ à? Cân mà đúng không? Hỏa chưa cân. Tốc độ đi. Hỏa chưa cân. Chị chưa. Hủ ý ăn khoai. Không nhanh như nhau là được. Cái phần này nhảy xuống không được hả? Ở đây. Nào, câu số 6. Bắc Kinh, 今天 29 độ, Quảng Châu. Quảng Châu là gì? Quảng Châu. Quảng Châu. Là Quảng Châu đúng không? Quảng Châu 31 độ. Vậy thì mình sẽ so sánh cái gì đây? Nhiệt độ. Chỉ quân. Đây là chỉ quân. Vậy thì mình sẽ nói như nào? Chưa chiên u zi 30 平方米 30 mét vuông đúng không? Na chiên 35 平方米 Bình phương mì mét vuông. Vậy thì mình sẽ so sánh cái gì? Diện tích là gì? Mian 刚说对了，这间屋子，这间屋子的面积懂吗？跟什么？那间不一样，那间的不一样，不一样懂吗？你看看，不回供了，告诉单，这件羽绒服，杂店懂吗？Cũng là giá tiền nốt, giá tiền khác nhau. Giá tiền mình làm nhiều rồi đúng không? Giá tiền. Giá tiền cần là giá tiền. Giá tiền bùi nhanh.
这件来到羽绒服，懂吗？这件。这件羽绒服跟那件价钱不一样。Thì mình đã luyện tập xong cái phần bài tập cân gì đấy ý yang, với cả cân A cân B gì đấy bù ý yang, đúng không? Vậy thì cái phần cân gì đấy bù ý yang này, lúc ấy mình có học là gì? Bù này nó có thể chuyển lên trước cái từ gì? Cân. Ừ, đúng rồi. Vậy thì mình có thể đổi cái từ bù lên từ cân này cũng được nhá. Mình làm cách nào cũng đúng ha. Của tợ chưa bù cân tha tợ yến sở ý yang, để khởi. Vậy thì bài tập này có vấn đề gì không các bạn? Có gì vấn đề mà? Làm xong bài tập này đã hiểu phần ý yang với cả bù ý yang chưa? Rõ hơn chưa? Mình bài rồi mà. Mình bài rồi. Mình bài. Mình bài chưa học. Mấy vấn đề chưa học là. Của ngày hôm nay mình đã học xong rồi đấy. Vậy thì còn phần mới thì buổi sau mình sẽ học tiếp nhé.